Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Loa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Ở tập trước ấy thì mình đã bắt đầu cái cuộc chiến cuối cùng để có thể nói là giành chiến đại thắng thần thánh. Và bây giờ thì mình đang truy đuổi kế hoạch của mình, bây giờ nhiệm vụ của mình bây giờ nó còn rất là ít thôi. Nói chung là mình đã hoàn thành hết rồi. Cái mục bên dưới này mình hoàn thành rồi, bây giờ mình chỉ còn mỗi cái việc là phải đánh bại hoặc là bắt 40 phe phái khác nhau thành đồng minh hoặc là chư hầu của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ biến săn bằng đất đai của nó. Thì hiện tại mình đã có 38 rồi, mình còn phải tiêu diệt hai thằng nữa, một là thằng này và thằng Junte ở bên Bắc. Thì ở chỗ này nó đang kéo quân ra đây thì có thể mình sẽ mua một ít quân đây nhỉ. Rồi quân thủ thành đông như này có đánh vào mắt. Mà mình mua ít quân á, đằng nào mình có thừa, có thể thành lập thêm hai quân đoàn nữa do đất đai chúng ta đã rộng lên. Thành lập quân đoàn tiền nhiều, không mua quân để làm gì. 1 2 3 4 6 chơi hẳn đội cận vệ cho anh em sướng. Bởi vì bây giờ không còn cái bọn này. Bây giờ chúng ta không phải lo cái bọn hung nô nữa thì không cần phải nhiều lính spy thế. Chơi nhiều lính kiếm vào. It is a great and glorious thing to serve your people. Chơi nhiều lính kiếm vào hai đội là 15. Hai cái xe bắn đá nữa là 15. Are you ready to serve? 7 thằng à? 7 cộng 4. Come, fight with us. Cộng với 4 thằng kỵ. It is a great and glorious thing to serve your people. 6 đây. Đánh cho nó rực rỡ. Rồi, quân mình bây giờ nhiều mà. Thành lập được thêm một cái hạm đội nữa. Không, chả cần đâu. Hạm đội ở đây thì cũng không giải quyết gì cả. Mình còn có hai đội nữa thì chắc là giết hai thằng này là xong. Nhưng mà chúng cứ chạy tản mát này, mình đuổi mát cũng được. Đó, quay quay cho nó vào để bắt đây. Đây rồi. Dồn chúng nó xuống dưới này thì mình bắt được. Chúng nó lấy cái lọ mọ ở trên này là không bắt được. Bây giờ thì khu vực Trung Đông thì mình đã kiểm soát hết rồi nhỉ. Bắt được thằng này làm đệ. Mà chắc phải rút một quân đoàn đi. Và chiếc quân đoàn này đây mình bảo quái sao bộ binh kỵ binh đâu hết rồi. Hóa ra là mình hợp nhất vào để đánh một trận ở đây. Hai khẩu pháo lên này. Cái gì nữa nhỉ? Hai thằng kiếm này. Make haste, men. Đúng rồi. We cannot do that. Finding shelter. March. Rồi, qua lượt đã. Khu vực bên này thì thằng này cũng sắp dẹo rồi. Nó còn quân đoàn đóng đây thì cho nó cướp phá nốt chỗ này đi, xem nó cũng chả cướp được đâu. Vẫn có một thống đốc có thể bổ nhiệm. Gia tộc của chúng ta thì chả có thằng nào cho ra hồn. Bổ nhiệm các tướng ở ngoài. Chính trị gia mới, người xử lý. Tăng kinh nghiệm. Chính trị gia mới. Ethiopia, Barita, đây rồi, nước Anh. Vùng nước Anh. Salutations. Rồi qua lượt đã, xem tình hình thế giới nó thế nào. Nói chung ở cái chiến dịch này gói chứ gần như đến giờ này không còn gì để lo lắng.
Rồi cho chúng nó chạy vào góc đấy. Cho chúng nó tự xử với nhau trong đấy. Mình rất muốn có một trận chiến giữa Đông và Tây La Mã, nhưng mà xem chừng được đó có vẻ là hơi khó nhỉ. Ôi mấy cái thằng nổi loạn này nó cứ chạy lung tung, nó phá nhà mình nhỉ. Mày chiếm hẳn một cái thành đi anh xem nào. Mày chiếm hẳn một thành, nó đập mày luôn. Chiếm đấy. Nó khôn phết không dám chiếm. Chiếm thì chết luôn. Đấy. Anh dợ châu Phi này. Để đi cướp nhà của thằng đệ mình. Úi giời ơi, tưởng thế nào. Chạy đi cướp phá nhà của anh à. Rồi bây giờ thì đứng đây à. Ôi nó hết quân rồi. Quân này quân là đủ ăn nó rồi. Bam. Leave none alive. Thằng này chết. Tàn quân. Mày chết. Commander. Cướp được lần cuối cùng. Xong thì dẹo. Mà nó còn quân không nhỉ? Mình cũng không biết nó còn quân hay không. Tớ này chưa gì vào trận đã được làm phát kinh nghiệm chiến đấu luôn. Hay rồi. Bảy, tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Sáu. Hai đội pháo. Rồi. Hình như thực thêm một thằng nữa rồi. Nó vẫn 38 à? Nó còn quân đâu nữa. Chưa thấy thông báo gia tộc đã bị hủy diệt nhỉ. À, Boston đã bị hủy diệt. Lạ. Một thằng chạy xuống dưới này thì mình quay rồi. Rồi đi sát tiếp thằng này. Nó đau cháu. Đuổi nó đến đây được nhưng mà nó lại không chạy được. Để dồn nó xuống đâu. Cứ để nó ở trên này mình không đuổi nó. Đây nó còn quân đoàn này. Vào công thì công đi. Trên này thì nó không có cửa để đánh rồi. Dồn quân về đây đã. Công nhỉ. Cái quân đoàn này của nó thì giật dẹo rồi, nó không đánh nổi ai đâu. Quay nó về đây để diệt thôi. Còn chỗ này của quân nó chết gần hết rồi. Nhả ra đã. Mình cũng bị thương nặng quá, bị gián điệp của nó đốt mất nhiều quân quá. Đứng đây hồi thí quân cho quân đoàn ở đấy. Hạm đội nào sẽ là tiếp viện được nhỉ? Hạm đội này thì đang bị thương nhưng mà pháo nó trâu. Rồi. Set up a blockade. Okay. Hạm đội này rút về đây. Phong tỏa toàn bộ đường biển này luôn. Rồi. Nó còn một cái đảo này. Tự sát đi.
ready for orders. We take this settlement! Chúng ta cứ từ từ giải quyết từng thằng một đấy. 38, tức là còn 2 thằng nữa. Mình chưa biết thằng nào. Sao mình không tiêu diệt được nhỉ? Thời tiết tốt, hạm đội của chúng ta thì không lên cho cận chiến đúng không? Bởi vì cái đội thuyền của chúng ta đang bị thương, thành của nó thì rất là to. À, bị sập vỡ một khúc rồi này. Tiện thể đánh luôn chỗ này, tiến vào cho nó dễ. Nó bị vỡ một khúc rồi. Quân đội của mình đóng ở khắp mọi nơi nên là mình có thể huy động quân đội giải quyết chiến trường khá là đơn giản. Giải quyết chiến trường khá là đơn giản. Bọn đi từ biển vào nó có thể đi ở đây đúng không? Ta cứ đóng sẵn một ít quân này đã. Đứng đến đây. Mình chưa biết hải quân của mình sẽ vào từ đâu ấy. À kìa, nó vỡ tường thành rồi. Bắn sập lốt cái tường thành rồi. Bắn sập hết mấy cái tháp canh. Tường thành nó bị thủng. Sao? Có hai cái thuyền kia mà định ra phim mình á. Báo khả năng nó không tám tuổi gì này thành của nó bị vỡ. Đồ bộ à? Càng tốt. Trận này thì chắc chủ yếu pháo hạm thì giải quyết thôi chứ còn thuyền các đơn vị khác thì không tham gia chiến được. Thương nặng lắm. The enemy tower is no more than wreckage now. Quyết nó luôn. Tháp canh nó đang bắn ngựa mình, chết mất mấy con rồi. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận thôi, không để mấy thằng cung tên này nó chạy vào thành còn mệt hơn. Rồi, phá tiếp tháp canh nó cho anh. Bắn vào đây này.
Và mấy con ngựa chết hết vài con. Hóa hết mấy cái tháp canh đã thì mọi việc sẽ êm xuôi. Đội bắn vào đây, phá hết tháp canh rồi. Được cái binh à. Rồi bắt đầu tiến lên rồi đấy. The tower has been destroyed. This bodes well. Ai giả nó bắn bọn kỵ binh ở trong kia. Phá lốt cái cổng thành này. Tan thành. Tiến lên. Bảy mươi phần trăm rồi. Gác ở trên này à? Vào đây bắn đi các em ơi. Ôi. Xây cả hàng rào các kiểu đây để cản trở anh à. Làm được gì hay không mới là vấn đề. The enemy's walls are down. Xuống để mà bảo vệ thì còn đứng ở trên đấy. A unit has used all available ammunition. Pháo mình hết đạn này. Tan hoang nhà cửa. Nhưng mà pháo hạng thì đạn của nó rất nhiều. Bắn còn khơi mới hết. Pháo hạng rồi, tiến vào đây. Kẹt bởi mấy cái thuyền này không chịu tiến lên à? Binh của nó này. Tiến vào đó. Elite Palatina. Hello infantry at your command.
bình tĩnh tiến vào từ từ thôi. Vội chết quân nhiều lắm. Mình cho thủy quân lục chiến đánh nhau trận nhỉ. Chả nhẽ mọi chiến công đều thuộc về bọn cận chiến hết à? Gì? Mình đang bắn á? Vâng. Đống lửa. Có linh sáo này. Giá là trước, tiền theo sau. Con lượng nó chạy ra ngoài, chạy vào ra đây nhỉ. Mấy con ngựa nó chạy ra đây để ném lão à? Úi dồi. Ôi, mưa tên lửa bay à? Ở đó chứ. Đổ bộ đi anh. Tiến lên. Đội ngựa cuối cùng của nó cũng bị tiêu diệt rồi. Chết mẹ. Thuyền pháo bắt đầu nó bắn vào đây rồi. Hết đạn à? Ôi, nó bắn sập cái này xuống thì bao đẹp. Đơn giản đấy. Đây là thuyền pháo mạnh nhất của La Mã đấy. Mấy thanh niên bị sập tường chết khổ thân thế. Cái tội leo tường không chịu xuống đánh nhau với anh. Nó phá kinh lắm. Tầm phá hủy của thuyền pháo bắn mạnh hơn nhiều so với xe bắn đá. Hmm.
Ui. Ui. Vẫn bật test studio thì không sợ. Nó hết kỵ binh rồi, bắn sang đạn xuyên giáp. Cổ phần phá nát hết tường thành thì nữa tha hồ sửa. Mấy thằng này hết đường xuống à? À đúng rồi, mấy thằng này làm gì còn đường xuống nữa. Trong thủy quân chiến tiến vào này. Quân nó trong thành còn đông. Bén đao. Úi giời. Đi luôn à? Tiến vào. Phá hạm này à. Đứng ra đây. Nó làm cả cái tường này chắn mình à. Làm tường chắn mình. Phá. Phá hàng rào. Sắp có còn quân đoàn trong này. Tên bắn ở đâu ấy? À, mấy con ngựa củi này. Wow, cái để mấy thằng xạ kỵ nô không giải quyết. Bắn được mấy thằng lính của anh thì bị ngựa anh nó khử là chết luôn. Mày anh hùng núp bây giờ chịu chú ra đúng không? Và sao? Ok. Chưa đánh nhau mà. Sao đã chạy rồi? Chưa đánh nhau mà đã chạy rồi. Phá nguyên phá nhà nó tan tành.
Rồi, chúng ta đã kiểm soát được cái tỉnh này. Nhiệm vụ là nó bắt mình phải kiểm soát cái tỉnh này. Tỉnh này phát triển hải quân mà. Hải quân phát triển ở vùng này thì sẽ tăng cái gì mình đọc quên nhớ nhầm lúc mình đốt, trước khi mình đốt mình đọc. Tỉnh này này, cái vùng này nó hỗ trợ phát triển hải quân này. Bây giờ thì nó đang hỏng. Công trình gì đây? Sửa phát đã. Nó còn một cái đảo duy nhất ở kia nữa. Cho thuyền hạm đội vào đây hồi quân. Quân đoàn này thì ok, hoàn toàn có thể đánh tiếp trận nữa được. How may I serve you? On the move. Đệ xuống móc lốp cái thành của thằng đệ mình. Chị An vùng này chưa thể yên được. Chiến trường phương Bắc. Rồi, mất một lượt nữa thôi. Vùng này thì đang có nổi loạn đúng không? Không hiểu sao nếu anh em có thích không, chứ mình rất thích cái phương án là Đông và Tây La Mã sẽ đánh nhau một trận. Nhưng mà nếu như vậy thì chiến dịch này rất là dài. Ai cha, kỵ binh ngon hết đấy. Kỵ binh hạng trung mà ngon thế. Commander. Tiến về đây rồi. Bọn này nó lại nổi dậy này. Bọn đấy thì không ngại lắm rồi. Có thằng Ascum này. Quân của mình nói rồi, mình đóng quân ở khắp mọi nơi mà mình có thể đảm bảo vấn đề an ninh ở khắp tất cả các hướng. Muốn xem thì nó còn quân đến đâu. Sao mình không thử bắt thằng Ascum làm đệ nhỉ? Nếu mình bắt thằng Ascum làm đệ thì có thể mình sẽ có. We hunger for battle. Set up the watch. Mình sẽ có. Tướng cấp cao phết đấy. Khi đấu với cái đế quốc phương Đông rất chuẩn đấy. Trên này à, 31 tỉnh theo tôn giáo của chúng ta là mấy tỉnh này mình bỏ mặc, mình không phát triển. Mở phát triển ra chứ nhỉ. Hai ông cần thanh niên này về đây tiếp. Xem còn đâu nguy hiểm. Ôi âm ba ba. Chị An vùng này đang bị trừ là do cướp bóc thôi. Thằng này thì dẹo rồi. Thằng này thì coi như dẹo.
3 hạm đội là đủ rồi, không cần nhiều. Rồi để xem nó chạy đâu tiếp nữa. Thống đốc à. Hiệp ước hòa bình. Làm gì có hiệp ước hòa bình nào. Nó chạy trên biển nó mất quân thì mình cũng phải đuổi nó đến cùng nhỉ. Nếu không thì làm sao đến giết được cái thằng Dương Tê này. Mấy ông đệ thì chả thấy ông nào ra biển cả. I bring word that my lord looks to end the war. He will not look. Sao mình muốn kiểm soát toàn bộ địa Trung Hải, không muốn để thằng nào nó kiểm soát mình. 77 tuổi, ôi già quá chết. Chức vụ kỳ hạn làm việc đã hết. Rồi kỳ hạn làm việc đã hết, đã hiểu. Bọn này nó có kỵ binh rất mạnh, bọn Trung Đông này. Thằng này sao mất quân? Chiến tranh thằng nào? Mất chiến tranh mỗi thằng Jun Tê mà nhỉ? Đây đây. Himya. Nha, hoàn toàn không phát triển được luôn. Nó chả thấy một quân gì. Đông Nam Á thì vẫn cứ bất ổn. Kể ra có một cuộc chiến giữa huynh đệ tương tàn giữa hai thằng Đông và Tây La Mã thì hay nhỉ. Mà như vậy thì không biết chiến dịch nó sẽ dài đến bao giờ, trừ khi anh em muốn. Còn nếu không thì mình cố gắng để cho nó kết thúc chiến dịch thôi. Đánh kiểu thế thì lâu lắm. Rồi, xong một thằng. Còn một thằng dưới kia nữa. Một thằng. Mãi tao mới đuổi được mày. Nó cứ chạy trên vùng biển sâu, mình không thể nào đuổi được nó. Nó cứ chạy ở những vùng biển nước. À, quân đoàn này tuy bị thương vong ăn được. Hạm đội này tuy thương vong chắc ăn được. À, chạy re kèm. Steady as we go. Put your backs into it. Vẫn là vùng biển sâu, biển nước sâu à? Vẫn là vùng nước sâu. Truy đuổi nó phát xem nào. Mình thả cho nó công thành của mình mà nó không chịu công. Quay. Thả cho nó để nó công mà nó không thành công. Ấy. Nhưng mà đây sao nào có 1, 2, 3, 4 đội diều. Bốn đội diều rồi. À tướng nữa. 5 đội diều. Và thành của anh ăn sao nào. Đề phòng thì mình nên chạy nó ra đây đã. Có thể nó sẽ đổ bộ vào đấy. Ready for orders.
Trên map còn mỗi thằng run tê trên tranh mình nhìn này. Nhưng mà báo vẫn còn đến hai thằng nữa đây. 32 tỉnh theo tôn giáo chúng ta. Tôn giáo của chúng ta đã trở thành quốc giáo. We hunger for battle. To the ships. Forming a blockade. Set up a blockade. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. We take this settlement. None shall pass. Hay rồi. Hear us, Lord. Bọn này nó sẽ vào dưới dạng quân tiếp viện này. Trường cấp 1 mà. For death and honor. Trận chiến cuối cùng bọn này hả? Quân nó thôi có lẽ auto. Trận này easy lắm. Giải quyết nhanh cái chiến dịch này. Nó còn quân nữa đâu. Có một chiếc thuyền chạy ra kia. Thôi chết lốt. Thuyền đấy sắp chết lốt. Rồi kiểm soát lốt cái cảng này. À, mấy thanh niên này. À tỉnh này. Cái vùng này nó chiếm được từ rất lâu rồi mà nó không chịu nó không chịu nâng cấp lên, nó cứ thành cấp 1 này. Nhưng chúng thờ ơ. Thờ ơ là được rồi. Công trình này cứ để lại đã để nó tăng trị an cho cái vùng. Vùng này. Đâu, thằng này à? Quá nhau đi cu. Nó chạy sang bên kia sông kìa. Ái da. Thanh niên này đâu? Đuổi lại. Heaven be praised. The funeral pyre already burns, spreading fear and doubt. Đông quá nhỉ. Is there nothing else? Xong chỗ này mình sẽ tiến sang đất của thằng em Đông Nam Mã để xem tình hình nào. Có thể là vui vui thì mình sẽ làm tí luôn. Nếu thực sự mà nó thích. Yes. Destroy them. Rồi. Nó còn duy nhất một quân đoàn đang đóng ở trên đảo của mình. Nhưng không có cơ hội để chạy trốn nữa. Fleet reporting. Yes. Đứng ra đây cho nó khỏi chạy. Steady as we go. The sea beckons. Wow, đứng đây, đóng lại đã. Keep a weather eye open, men. Making for port. Mà chả cần mua thêm thuyền đâu. Giờ này quân có làm gì đâu. À, tốn sàng thế nhỉ. We hunger for battle. Mua một đội quân ở đây cũng chả giải quyết gì thằng này. Commander. Fleet reporting. Qua được. Thầy tu lên cấp. À chết rồi, quên mất chưa bổ nhiệm các cái chức vụ cho tướng lĩnh rồi. Giờ này thì chẳng quan trọng. Lần sau bổ nhiệm. À thằng em Đông Nam Mã nó tuyên chiến với anh đi xem nào.
rất muốn có một cuộc tuyên chiến giữa Đông và Tây La Mã mà sợ anh em không chịu. Thôi xong, nó còn mỗi cái thuyền ở xó này nè. Hay quá, Jun Tae đã bị tiêu diệt. Còn thằng nào nữa nhỉ? Một trận chiến vì danh dự à? Thôi, một trận chiến vì danh dự, được. Mà nó cũng làm gì còn đường nào để chạy đâu. Mình vây hết tất cả những lối thoát của nó rồi. Dưới biển thì hải quân của mình chặn đường thoát ra khỏi biển của nó rồi. Nó làm gì còn đường nào đi nữa đâu. Sửa lại. Vệ sinh của mình nhiều ghê nhỉ. Vệ sinh dịch tễ mình nhiều phết. 20 điểm cao vãi. Được rồi. I am the shadow. I will come from the darkness. Thành công. I have succeeded. I am an agent of death. Easy into port. Docking. Nó định công nhưng mà công vào đâu bây giờ khi tất cả các thành của mình đều có quân đồn trú đóng như này. I am yours to command. Hope is not lost. Bại thỏa đáng. At your command. À, đánh một trận cuối cùng đi cu. Với cái quân lực này thì mình không nghĩ là mình phải đánh tay. Ready for battle. Từ xa nó là trận chiến cuối cùng. Hãy để cho nó có một chút vinh dự. Vua của nó trên chiến trường. Thực ra cái quân đoàn ở trong thành như mình có thể cho ra tiếp viện nhưng mà thôi. Đánh như thế thì không hay lắm. Nó có 2 đội kỵ binh, 3 đội kỵ binh. Cả tướng là 3 đội kỵ binh, có 1 đội quẩy đá. Không có... Ôi, toàn sương mù ấy. Fire! Burn the wretches! Trận này thì nó khá ít kỵ binh nên là chắc là mình để cho mấy này ở nhà là được rồi. Trận này thì à không được, nó vẫn có 3 độ. Bắn đạn phá giáp rồi, nhiều rừng như thế này mà bắn đạn lửa có thể chết cả quân mình. Bắn đạn nổ. Toàn lý spi. Ủa thân mấy con ngựa đó. Chết.
Mình nghĩ là mình phải lã vào mấy con ngựa trước này. Cho quân tiến lên một xíu nhỉ? Sao phải đứng gần này? Cho mấy thằng Spear đứng ở hai cánh này. Được rồi. À, cuối cùng thì đã có kỵ binh yểm trợ rồi. Xong con ngựa của nó. Bọn kiếm này này, bọn speed thì không sợ lắm. Speed yếu. À nó không yếu đâu, nó mạnh ngang lính speed của mình đấy. Mình xem chỉ số thì nó mạnh ngang, nhưng mà nó không ăn được kính kiếm. Nói chung speed thì không thể ăn được kiếm. Đấy rồi. Khử mấy con ngựa của nó cho. Úi dồi. Ngoài cứ khử mấy con ngựa thôi, quan trọng nhất là mấy con ngựa giảm tính cơ động của chúng nó xuống. Xông lên kìa. Cẩn thận nó lút trong rừng. The enemy has discovered our hidden troops. Tàn, ngựa nó chỉ còn vài con, sợ. Señores, at speed! Force archers, get running! Không sợ, không sợ, không sợ. Đứng đây. Mã là tướng cho anh. À đây. Còn đốt mấy thằng quẩy đá đấy. Cho nó yên tâm bộ. Cận chiến nó thoải mái đánh nhau. Elite Valentina! Oh, Testudo! Activate! Con quẩy của mình. We have discovered the enemy's hidden unit. We're being ambushed! Ôi, mấy con ngựa này điên này. Sao đi? Tưởng chúng mày thế nào? Rồi. Rồi hết hai con ngựa đấy là xong rồi. Vậy thì đến speed hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ. Enemy units have been rallied. On duty, señores. Quẩy đi cú. Rồi nhá, né phát nào đã, xong rồi để nó xông vào. Nào, né đi. Không kịp à. Ăn được thì không là vấn đề. Sợ kỹ mình chạy ra đây. Cháy hết rừng rồi. Speed thì tuổi gì mà ăn được cái lính kiếm. À
nào để đập pha lăng đã. Rồi tiến lên. Rồi pha lăng tiến lên. Tiến lên. Đây là đông phết nhỉ. Đông phết. Úi xuống. Nó đánh dồn vào một chỗ góc để nó chơi cái chiến thuật lấy thịt đè người. Ăn làm sao được, thịt ở đâu ra mà nó đè thế. Đội này chưa bật được phá lăng. Rồi tiến vào mấy con ngựa này. Tiếng của nó này. Ra đi. Enemy units have returned to the battle. Tiến lên. Orders understood. Chuyển sang đội hình. Tiến lên. Rồi đội hình đấy thì không di chuyển được. Đội hình này thì có. Lập đội hình mà tiến từ từ thì nó sẽ giảm thương vong đáng kể. Chúng ta có thể tấn công nhanh thì nếu như chơi tấn công nhanh các bạn nên chơi mấy anh dợ phương Bắc, không cần đội hình gì hết, cứ lao lên mà chém thế thôi. Ủa, pháo của mình nó lã chết đến hơn 300 thằng rồi. Nếu bạn thích đánh cái kiểu nhanh mà không cần lập đội hình, đánh mấy anh dợ phương Bắc là hay lắm. Cứ vác rìu lên mà chém thôi, không phải nghĩ. Hoặc là thích cơ động thì có thể chơi mấy anh kia mình âm tiền chứ. Vãi em. Mình âm tiền à? Do quân quá nhiều. Phe phái đã bị hủy diệt. Vẫn chưa đi tăng được lên nhỉ? Quái quỷ thật. Tỉnh này phải tăng mua thu thuế rồi. Chị ăn tốt rồi thì phải thu thuế. Cái này nó tăng chị ăn này. Vừa tăng lương thực vừa tăng chị ăn. Tốt thế, lại có cái công trình ngọt thế. Rồi còn công trình làm phùng nào miễn thuế. Tỉnh này à. Xây cái nhà thờ đó này. Rồi kệ, cứ để cảng hải quân được. Chị A tốt. Trừ nhiều lương thực quá. Daxia. Ba lượt cơ. Gỡ lại tí vốn chứ. Đầu tư mất bao tiền. Ồ, chưa tăng được. Có hai lương thực à? Xây cả cá nâng cửa. Rồi như này chắc là ổn. Vùng này nữa. Có nhà thờ rồi này. Phủ thống đốc nữa. Là đẹp trai. Thu thuế đi.
của thống đốc nó sẽ boost tăng trị an lên nhanh lắm. Tỉnh này thì từ từ đó. Chúng ta sẽ convert sau, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Nếu cái vùng này nó hỗ trợ hải quân này nhỉ? Vùng này hay vùng nào? Đúng vùng này rồi chứ nhỉ? Ở đây, vùng này. Vùng này hỗ trợ hải quân. Giờ này cứ lương thực mà phát triển đấy. Xong rồi. Vậy là chúng ta đã kiểm soát xong khu vực phía đông của La Mã, phía tây của La Mã rồi. Bây giờ trên map bây giờ thì còn thằng nào nữa đâu nhỉ? Còn thằng này nữa. Hết quân rồi. Hết rồi nhỉ? Còn đâu? Yes. Khu vực Bắc Phi. Đúng rồi, hết rồi. Còn này đâu rồi? In time, two things always smell. Thành đệ tử của anh không là anh tuyên chiến mày chết bây giờ đấy. Speak quickly then. Nó kiểm soát một cái lãnh thổ khá rộng và nó đang rất ghét với thằng Đông La Mã. The blessings of the Lord upon you. What then? Khỉ này sao nó dám bỏ ra thương mình nhỉ? Đang suy yếu à? Sẽ là rất vui khi mà Đông Tây đánh nhau ấy. Mình không biết là mình có muốn như vậy không, nhưng mà mình nghĩ đó là một điều thú vị. Hạng nặng này, các men. Nha thì không phát triển được. Rồi tiêu diệt bớt thằng này xem là thế nào. Nếu nó báo 39 rồi. Thống đốc vẫn còn một thống đốc có thể chỉ định. À, lại một ông nữa già chết à. Bộ máy lãnh đạo mình bây giờ đang khan hiếm lãnh đạo liên tục. Bởi vì các cái tướng già thì cứ thu chột dần dần rồi. Và bây giờ thì bổ nhiệm. Thái tử ở chức cao nhất. Cho thái tử lên cấp lên được. Rất nhiều thằng chưa có vợ. Con cái đông như kiến này. Giờ nguyên chúng nó đi làm loạn chắc chết mình. Bọn này toàn tướng lĩnh trẻ thì chắc là chưa thể lên chức được. Đúng rồi. Toàn các tướng trẻ. Nhà vua 66 tuổi rồi. Thái tử thì cũng ổn đấy, nhưng mà
con hoa. Ready for orders. Fleet reporting. Get to it, men. We hunger for battle. Nào để xem tình hình lượt này giải quyết được lốt này chưa. Honorable enemies, we will be in war. Hình I trust my once friend. Your people will fall into darkness and despair. Oh, hay rồi. Hình nha. Chúng ta có cuộc chiến giữa Đông và Tây La Mã rồi. Rất thích vụ này đấy. Nói như nó tính xem là số lượng quân đội mà chúng ta giết được chứ không phải là Đâu rồi? Nhưng mà còn những thằng nào nữa nhỉ? Chuyến này sẽ là một cuộc chiến giữa Liên minh phương Đông và Liên minh phương Tây à? Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thằng quân ly khai La Mã cũng bắt đầu đứng về phe của thằng Đông La Mã đúng không? Hay quá. Hay quá. Để mình xem sao nào, những thằng nào nó sẽ đứng về phe của mình nhá. Hầu hết các bọn phương Đông là bọn dợ nó đứng về phe mình đúng không? Rồi. Dợ và các nước ở phương Tây đứng về phe của mình. Cuộc chiến thú vị. Ô, điều mình mong ước bao lâu nay đã đến. Ai già, thằng Suebi đã thấy ông thống nhất luôn La Mã. Một lần nữa La Mã sẽ được thống nhất. Thằng Suebi dám chống lại mình à? Cùng đế quốc Đông La Mã. Sơn Tây đã bị hủy diệt. Ủng hộ chính phủ. Rồi 38 phép phái chúng ta sẽ tiêu diệt tiếp. Thằng nào thế thôi. Thằng này đúng không? Định nổi dậy chống lại mình đúng không? Rất may mình để cái thành này có tường thành và không sao, nhưng mà vệ sinh lại bị trừ thế này. Sinh vùng này cũng vậy, trừ 2 luôn. Xuống cái cảng cá mất nhỉ. Không được. Bọn này chán đời rồi, bọn này thích chết rồi. Mày không biết các quân đoàn của anh đóng sẵn ở đây rồi. Phương Bắc thẳng tiến. Trời ơi. Thằng Đông La Mã mình ra mình đóng Ai Cập đã. Quân đoàn này thì mà xử luôn thành này, kiểm soát toàn bộ luôn. Thẳng em Đông La Mã láo tét.
Xong. Mình sẽ tô màu bản đồ xem nó thế nào. Tô màu bản đồ luôn. Trình vệ sinh dịch tễ này, tốt quá. Tuyệt vời. Thằng này quân thì không có dám tuyên chiến với anh à? Mày giỏi lắm. Đây rồi. À, hay quá. Thằng này nó đứng về phe của mình. Tốt rồi. Nó đứng về phe của mình. Chiếm thành này của thằng Đông La Mã cho anh. Ôi ôi. Sao bọn Đông La Mã nó có đội cung phủ mạnh thế nhỉ? Cả xạ kỹ, xạ kiếp này. Tuy không bằng Hung Nô nhưng mà. Ôi, hay quá, chúng ta có thằng đệ ở phương Đông. Mình thử thuyết phục cái thằng này xem nào. Thằng này thì nó rất ghét. Ấy, cải tiến rồi, thằng này nó rất ghét Đông La Mã luôn. Thuyết phục nó thành đệ mình xem. Greetings, most excellent friend. These are feeble dogs. Rồi. Chiến chỗ lại ninja, cho mày tăng cái điểm ngoại giao lên đã. Rồi, thằng Đông La Mã chết luôn. Dám đứng về phe đổi đoạn à? Greetings in the name of the state. Chuyện này hay thế. Mình cũng muốn thử kiếm sức mạnh ấy, bởi vì nó thế nào nhỉ? Mình chưa mua biết thằng quân đi khai này. Speak if you must, but know that Roman ears have little liking. Mày dám đứng về phe của thằng phe của thằng Đông La Mã để chống lại nhỉ? Mày đúng là quân ly khai chuẩn đấy. Mày đúng là quân ly khai rồi. Định đánh vào đâu? Mấy tỉnh này à? Thành này là thành bé, chắc nó đánh vào đây không? Khá đông quân nhỉ? Các hạm đội mình lại có việc để làm rồi. Thằng Anh, thằng Sugo đứng về phe của mình. Tuyệt. Cái thằng Sebi này là nó muốn chết rồi. Khi mà nó dám đứng về phe của cái thằng một mình nó ở phương Đông, phương Tây, nhưng nó lại thích đứng về phe của mấy thằng phương Đông. Thế là nó đang chán đời đấy. Tất cả các quân đoàn đóng ở phương Đông. Ai già, mình bị âm nhiều tiền quá nhỉ. Nhưng mà bây giờ tiền của mình nhiều kia thì sợ gì. Miễn thuế vùng này cũng được. Chả lo lắm. Rút tiếp các quân đoàn về. Rất hay là anh và Sugo đứng về phía mình. Như vậy là thằng này nó sẽ ở đây. Quánh vào đây cho anh. Làm sao mày kiểm soát toàn bộ cái vùng này đi. Chiếm hai tỉnh rồi mà. Hay quá. Nước Anh. Nước Anh có quân đoàn nào đóng không nhỉ? Không. Quân đội của mình đông quá. At your command. Ready for battle. Đến đây đã. Mấy cái vùng này mình mới khôi phục lại, thực ra cũng không có nhiều ý nghĩa lắm với mình. 32 tỉnh. Kiểm soát 140. Khu định cư bằng quyền sở hữu trực tiếp hoặc thông qua thống đốc và đồng minh quân sự. Mất khá nhiều á. Thằng này nó còn đồng minh với nhau. Ồ. Tốt. Thằng này
Đúng rồi, chiến tranh luôn với. À, kiểm soát Constantinople cho anh. Được rồi, mình có quân đoàn đóng ở đây rồi. Bơi đường biển ra đây cho anh. Tiến lên, kiểm soát Constantinople. Thằng Macedon. Tấn công ở đây. Thằng đấy, kiểm soát luôn cái tỉnh này đi. Quân Ly Khai từ á, mình nghĩ là hòa bình với thằng này tạm thời nhỉ. Không cần. Nó chiến tranh với Loba. Thằng Loba nó chắc nó thân mình hơn rồi. Đúng rồi. Nó không ưa nhau lắm rồi. Mình xem là quan hệ ngoại giao của mình với. Wow, tất cả bọn này đều đang cải tiến rất tốt. Đang cực mạnh luôn. Thực ra thì mình thích, mình có thể hòa bình bằng cách mình kích bơm tiền cho nó. Nhưng mà mình giờ này mình cũng không muốn điều đó nữa. Cứ để cho bọn này nó có việc để làm đấy. Quánh vào đây cho anh. Các quân đoàn tiến từ phương Bắc tiến xuống. Suy bi. Tiêu diệt toàn bộ tỉnh này, chiếm lại vùng Quita này cho mình. Vùng này thì có lẽ mình cử thêm một quân đoàn lên đây nữa là được. Chứ không cần nhiều lắm. Hai quân đoàn có lẽ là đủ. Hạm đội này tỉnh này ổn mà. Và đâu dồn lực lượng sang giải quyết khu vực với cái thằng thằng em láo toét cũng được. Rồi. Úi giời ơi, thoải mái quân đi. 1, 2, 3 quân đoàn. Đã có sẵn một quân đoàn đóng đây rồi. Đã có sẵn một quân đoàn ở vùng của thằng Ethiopia rồi. Là vùng đất của ngày nay thuộc nước Ethiopia luôn. Ở đây thì có sẵn một đơn vị ở đây. À, chỗ này có quân đồn trú, thảo nào các con tha rời không dám đánh vào đây. Tường thành cấp cao nữa. À, có cả tường thành. Có cả tường thành, có cả quân đồn trú. Cướp tỉnh này của anh à. Cho mày cướp. Đã thế, đốt hết thành ở thằng Đông La Mã luôn. To the settlement. Besieging the settlement. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Và nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.